hơn 77.000 doanh nghiệp kiệt sức rút khỏi thị trường trong 4 tháng vừa qua. Doanh nghiệp tự bán mình, tránh vỡ nợ, co hẹp sản xuất. Suy thoái kinh tế toàn cầu đang diễn ra. Trong nguy có cơ, chủ doanh nghiệp phải làm gì trong giai đoạn này? Bổ sung kiến thức quản trị doanh nghiệp cho chủ doanh nghiệp và đội ngũ nòng cốt. Xây dựng chiến lược vận hành, lấy ngắn nuôi dài, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tái cơ cấu tổ chức, giữ vững đội ngũ nòng cốt. Tăng cường kiến thức tư duy quản trị cho chủ doanh nghiệp và cho đội ngũ là lựa chọn cần thiết ngay lúc này. Thấu hiểu những lo lắng của doanh nghiệp hiện tại, nên ông Ngô Minh Tuấn, Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam Global đã xây dựng chương trình CEO Quản trị 4.0. Chương trình được xây dựng với mong muốn đồng hành cùng các doanh nhân trên hành trình chinh phục được khát vọng của chính mình. Chương trình được đào tạo tư duy và ứng dụng thực tiễn duy nhất tại Việt Nam, hướng dẫn kết hợp 6 mảng chính một cách logic, thông qua cơ chế khoán toàn diện để giải phóng lãnh đạo, mang đến cho doanh nhân cuộc sống an lạc, có thời gian lo cho gia đình và bản thân. Điểm nhấn của chương trình đó là hướng dẫn cho chủ doanh nghiệp tư duy kiến tạo doanh nghiệp, tư duy đóng gói doanh nghiệp, tư duy vận hành doanh nghiệp trong các yếu tố để chủ doanh nghiệp thành công và hạnh phúc. Thì yếu tố khát vọng là quan trọng nhất đối với chủ doanh nghiệp. Hãy cùng chúng tôi và thầy Ngô Minh Tuấn thực hiện khát vọng cao cả này. Liên hệ ngay Học viện CEO miền Nam, hotline 0842 424466, website ceohcm.edu.vn.